Anh, Hà Lan cảnh báo nguy cơ cuộc tấn công sắp xảy ra ở Nga. Sau Mỹ, Đại sứ quán Anh và Hà Lan khuyến cáo công dân của họ ở Moscow cũng như các thành phố lớn của Nga nên tránh các điểm đông người, đề phòng một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra. Pravda đưa tin, Đại sứ quán Hà Lan tại Moscow ngày 8 tháng 3 khuyến cáo công dân của họ tại Moscow và các thành phố lớn của Nga nâng cao cảnh giác trước nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra vào cuối tuần này. Theo đó, họ khuyến cáo công dân tránh những nơi đông người như trung tâm thương mại, các buổi hòa nhạc tại đây trong những ngày tới. Hãy cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, Đại sứ quán Hà Lan kêu gọi. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Họ còn khuyến cáo công dân của mình không đến Nga vào giai đoạn này. Tình hình ở Nga rất khó khăn, Bộ Ngoại giao Anh cho biết và nhấn mạnh thêm các hình thức bảo hiểm lữ hành có thể sẽ không có giá trị nếu công dân vẫn đến Nga, bất chấp cảnh báo. Một ngày trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow khuyến cáo công dân của họ do nguy cơ những phần tử cực đoan đang có kế hoạch tấn công vào những địa điểm tập trung đông người ở Moscow trong tương lai gần. Nga chưa bình luận về những khuyến cáo trên. Trong tuần này, các nhân viên cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã khống chế một người đàn ông bị cho là đang lên kế hoạch khủng bố ở khu vực Karelia, phía bắc nước Nga. Người này bị nghi là có ý định làm nổ tung một tòa nhà hành chính ở thành phố Olonets, cách biên giới Phần Lan khoảng 250 km. Sau vụ việc này, Nga đã tăng cường an ninh thủ đô Moscow và các thành phố lớn. Động thái này diễn ra trước thềm cuộc bầu cử tổng thống cuối tuần sau ở Nga. Ukraine yêu cầu điều tra vụ pháo HIMARS bị Nga tập kích. Quan chức Ukraine bày tỏ lo ngại về năng lực trinh sát của Nga và yêu cầu điều tra sau khi một tổ hợp pháo HIMARS bị phá hủy trong tuần này. Truyền thông Nga ngày 5 tháng 3 đã công bố video cho thấy lực lượng nước này phóng tên lửa đạn đạo Iskander phá hủy một tổ hợp pháo phản lực HIMARS ven khu rừng gần làng Nikanorovska thuộc tỉnh Donetsk. Pháo HIMARS và các phương tiện đi cùng bốc cháy dữ dội sau khi bị tập kích. Nga nhiều lần tuyên bố tập kích pháo HIMARS mà Mỹ chuyển cho Ukraine, nhưng đây dường như là lần đầu tiên một tổ hợp này bị phá hủy thực sự. Hai tổ hợp HIMARS trước đó cũng bị tấn công, nhưng chỉ bị hư hại và được đưa về Mỹ sửa chữa. Phải mất rất nhiều thời gian để căn chỉnh mục tiêu cho một tên lửa Iskander như vậy, Roman Kotesko, thư ký Ủy ban Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine ngày 8 tháng 3 cho hay. Ông Kostetsko kêu gọi các chuyên gia vào cuộc điều tra xem điều gì đã xảy ra với khẩu pháo HIMARS bị phá hủy. Dĩ nhiên, pháo HIMARS luôn hoạt động ở hậu phương và chúng ta thấy rằng tình báo Nga đang nỗ lực săn lùng tổ hợp này, ông cho biết. Mỹ đã chuyển cho Ukraine 39 pháo HIMARS. Dù mất một khẩu trong trận tập kích tuần này và hai khẩu bị hư hại phải chuyển về Mỹ, lực lượng Ukraine vẫn còn nhiều pháo HIMARS. Mối quan tâm hiện tại cấp bách hơn đối với Ukraine là liệu nước này có đủ đạn cho HIMARS hay không. Các loại rocket của HIMARS mà Ukraine sử dụng nằm trong số những vũ khí thuộc gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ. Ivan Stupak, cố vấn Ủy ban Tình báo Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Quốc hội Ukraine, nhận định Nga dường như triển khai vụ tập kích với hỗ trợ từ máy bay không người lái drone tầm cao. Một mặt, đây là dấu hiệu cho thấy năng lực của Nga. Mặt khác, điều này chứng tỏ Ukraine đang thiếu các trạm radar tinh vi lẫn các tổ hợp phòng không tiền tuyến để bảo vệ các đơn vị trên mặt đất. Ông Stupak nói, thỉnh thoảng chúng tôi thu được bằng chứng cho thấy drone Nga xâm nhập sâu 50 km. Ukraine nhận các tổ hợp HIMARS vào năm 2022, nhiều lần sử dụng chúng trong các đợt tập kích chớp nhoáng nhằm vào các mục tiêu của Nga như sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và điểm tập kết quân. Một số chuyên gia phương Tây nhận định pháo HIMARS hiện không đủ để Ukraine cân bằng hỏa lực với pháo binh đối phương. Lực lượng Nga dường như đã thích nghi với đòn tập kích của HIMARS, cũng như tìm phương án gây nhiễu để giảm hiệu quả của đạn rocket phóng từ tổ hợp này. Lợi thế trời ban Thụy Điển mang tới cho NATO khi gia nhập. Thụy Điển gia nhập mang lại lợi thế lớn về địa chính trị cho NATO, giúp liên minh vây gần như kín biển Baltic, nơi Nga đặt cảng nhà hạm đội Baltic. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 7 tháng 3 đã bàn giao văn kiện gia nhập NATO cho chính phủ Mỹ, hoàn tất quy trình để trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh quân sự. Lễ thượng cờ Thụy Điển tại NATO ở Brussels dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 3. Thụy Điển hôm nay an toàn hơn hôm qua, chúng ta đã có đồng minh, chúng ta có sự hậu thuẫn, ông Kristersson cho biết trong bài phát biểu gửi tới người dân từ Washington. Chúng ta đã nhận được sự đảm bảo từ Liên minh Quốc phòng phương Tây.
Ở chiều ngược lại, Thụy Điển cũng không gia nhập NATO với hai bàn tay trắng. Sự góp mặt của Thụy Điển, quốc gia có nền quốc phòng hùng mạnh cùng với vị trí địa lý có nhiều lợi thế trời ban, có thể giúp NATO giải bài toán về cách liên minh ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Kết nạp Thụy Điển giúp NATO mạnh hơn, Thụy Điển an toàn hơn, tất cả liên minh an toàn hơn, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói. Với việc kết nạp Thụy Điển, NATO giờ đây đã vây kín gần như toàn bộ biển Baltic. Nga giờ đây chỉ có thể tiếp cận vùng biển chiến lược này từ thành phố Saint Petersburg qua cửa ngõ hẹp ở Vịnh Phần Lan, cũng như khu vực giáp vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Biển Baltic giờ đây đã trở thành hồ NATO. Ngoại trưởng Latvia Krizanis Karins, một trong những ứng viên kế nhiệm ông Stoltenberg nói, Nga có nhiều lợi thế kinh tế và quân sự ở biển Baltic. Thành phố Saint Petersburg là nơi đặt nhiều cơ sở lọc dầu và là cửa ngõ để Nga xuất khẩu sản phẩm qua Vịnh Phần Lan. Hạm đội Baltic có trụ sở và cảng nhà ở Kaliningrad cùng một số căn cứ ở Saint Petersburg, tất cả giờ đây đều có nguy cơ nằm trong vòng kiểm tỏa của NATO. Cùng với sức mạnh hải quân và không quân, vị trí địa lý của Thụy Điển còn giúp NATO đối phó với bất kỳ động thái tấn công nào của Nga, dù là ở các nước Baltic, dọc biên giới với Phần Lan hay Bắc Cực, một quan chức NATO cấp cao am hiểu kế hoạch quốc phòng của liên minh nói. Hệ thống đường bộ và đường sắt của Thụy Điển được coi là tuyến đường nhanh nhất để di chuyển trên bán đảo Scandinavia. Nhóm nước Baltic gồm Estonia, Latvia, Litva từ lâu được coi là gót chân asin của NATO. Giờ đây, có thể nhận được hỗ trợ ngay lập tức từ Phần Lan và Thụy Điển nếu bị tấn công, thay vì phụ thuộc vào hành lang Suwalki giữa Ba Lan và Litva. Đảo Gotland của Thụy Điển cũng giúp NATO củng cố vị thế tại khu vực, kiểm soát tốt hơn các tuyến hàng không và hàng hải. Gotland rộng hơn 3.100 km2, thường được ví như một tàu sân bay không thể chìm, và cách Latvia khoảng 200 km. Hiện NATO chưa có kế hoạch đưa binh sĩ để đồn trú tại Thụy Điển, nhưng vấn đề này sẽ được thảo luận, theo quan chức của khối. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kế hoạch tái cơ cấu quân đội Nga và củng cố lực lượng ở sườn Tây nước này nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ việc NATO kết nạp Phần Lan, Thụy Điển. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng với những mối đe dọa có thể hiện hữu trên lãnh thổ Phần Lan và Thụy Điển. Giới phân tích cũng cảnh báo Nga vẫn có thể tạo ra nguy cơ từ vùng lãnh thổ Kaliningrad, nơi Moscow đã triển khai tên lửa đạn đạo Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nếu nhìn trên bản đồ thì đúng, về mặt địa lý, biển Baltic đã trở thành hồ NATO. Minna Alander, nhà nghiên cứu tại Viện Phần Lan về các vấn đề quốc tế, nói, nhưng NATO vẫn còn nhiều việc phải làm. Giáo sư John Denny, giảng viên trường quân sự lục quân Mỹ, cho rằng Liên minh NATO nên từ bỏ quan điểm cho rằng biển Baltic là của riêng sau khi kết nạp Thụy Điển. Gọi biển Baltic là hồ NATO sẽ dẫn đến sự tự mãn, Denny cảnh báo. Julian Pallox, nhà nghiên cứu tại Đại học Quân đội Đức, thành phố Hamburg, cũng cho rằng những lợi thế về địa lý, tiềm lực quốc phòng của Thụy Điển cũng không thể giúp NATO kiểm soát hoàn toàn mọi thứ diễn ra trên khu vực rộng lớn như biển Baltic. Kiểm soát vùng biển rộng lớn như vậy là điều rất khó thực hiện nếu so sánh với lãnh thổ trên đất liền, Paul Lux nói. Vụ đường ống Nord Stream bị phá hủy cho thấy chúng ta rất khó xác định chuyện gì xảy ra ở dưới mặt nước cũng như dưới đáy biển.